Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Đồng Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái chuỗi xưởng của con máy Samsung Z3 Pro. Trước khi thực hiện bước này thì tôi khuyên các bạn thì sẽ sao lưu danh bạ tin nhắn rồi ảnh video vào máy tính hoặc bộ nhớ đám mây. Vì khi thực hiện xong thì máy sẽ về xóa hết dữ liệu về trạng thái ban đầu khi các bạn mua máy đấy. Đây, ta cài đặt nhé. Vuốt xuống dưới thông tin điện thoại. Đây, Z3 Pro. Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc thì chúng ta sẽ vào cài đặt này. Ta sẽ vuốt xuống dưới. Vuốt xuống dưới. Ta sẽ vào quản lý chung. Chúng ta sẽ vào đặt lại dòng thứ 3, thứ 4 nhé. Ta sẽ ở đây có các dòng. Cái đầu tiên là khôi phục tất cả cài đặt về mặc định. Đấy chỉ là cài đặt thôi nhé. Khôi phục cài đặt mạng này, cài đặt hỗ trợ. Cái tôi muốn hướng dẫn thì nó là cái khôi phục cài đặt gốc này. Nó sẽ xóa tất cả dữ liệu bao gồm file ứng dụng đã tải về. Nên các bạn phải sao lưu backup trước nhé. Đây, ta ấn vào đặt lại. Và có nếu các em mình có mật khẩu, nếu bạn không có mật khẩu thì các bạn phải xem cái bước xóa mật khẩu của mình nhé. Bằng cách này đặt lại, các bạn phải có tài khoản Google. Nếu bạn bị tài khoản Google nữa, các bạn mình có những cái video hướng dẫn các bạn làm hết ở bên dưới này rồi, các bạn xem cái phần mô tả video bên dưới nhé. Sau khi các bạn đợi khoảng 9 đến 10 phút thì máy sẽ khởi động lại và hiển thị cái chào mừng này. Cùng đi nào này. Thì ta sẽ ấn vào mũi tên này. Ta sẽ ấn vào cái tôi đã đọc và đồng ý tất cả nội dung trên. Ấn tiếp theo. Mang dữ liệu thì các bạn vuốt xuống, chọn tạm thời bỏ qua, ấn tiếp theo. Mạng Wi-Fi thì ở đây tôi sẽ đăng nhập luôn nhé. Nếu các bạn mà không có chữ bỏ qua, vì ở đây tôi có chữ bỏ qua rồi. Không chữ bỏ qua thì các bạn xem những cái video bên dưới mô tả nhé. Rồi đến tài khoản Google. Nếu các bạn mà không có chữ cái bỏ qua đây thì tức là các bạn đang bị xác minh tài khoản Google. Thì ta sẽ xem cái video hướng dẫn bên dưới mô tả nhé. Hoặc liên hệ Zalo của mình đây thì ta sẽ được hỗ trợ nhé. Ta sẽ ấn bỏ qua. Ấn bỏ qua. Xem thêm, chấp nhận. Cái bảo vệ điện thoại mã pin mẫu hình như gì các bạn ấn không phải bây giờ để thiết lập xong, ấn bỏ qua. Đăng nhập tài khoản Samsung, nếu các bạn bị tài khoản Samsung thì các bạn liên hệ với Zalo của mình ở đây nhé. Ấn bỏ qua. Bỏ qua. Tất cả đã thành, ta ấn hoàn tất. Bây giờ ta ấn hoàn tất một lần nữa về cái sim, vì cái này mình đang lắp sim. Ấn hoàn tất đây. Rồi, bây giờ thì máy đã về trạng thái ban đầu xuất xưởng, xóa hết sạch mọi dữ liệu của các bạn và về trạng thái lúc ban đầu các bạn mua máy nhé. Nếu các bạn đang sử dụng Android 9 thì các bạn khôi phục cả gốc, nó vẫn về Android 9. Nếu các bạn muốn về Android 7 thì các bạn xem những cái video ở bên dưới mô tả, mình sẽ hướng dẫn hạ ROM xuống Android 7 hướng dẫn ROM lại nhé. Ở video mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc và trở lại xuất xưởng của con máy Z3 Pro. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.